Ôi nhà mày, hôm nay Tết tư đến nơi rồi mà bọn trẻ trâu nó không đi mua quất đào cái gì nó trang trí nhà cửa, nó còn đứng kia hình như nó chơi cái gì ấy mà hình như thổi bong bóng xà phòng như vậy. Mình ra mình phải xem bọn này nó làm cái trò gì nhá. Anh em làm trò gì đấy? Tết tư đến nơi rồi không đi sắm quất đào đi để ra đây thổi bóng bóng này. Gì còn tiền mà sắm đào sắm quất? Quất cái gì? Thế này thôi, Tết tư thì chơi này thôi. Ê, ra chơi thổi bóng bay à? Cái đấy thổi chứ ai bảo mà quăng bằng tay? Ai bảo quăng cũng được. Thổi đẹp hơn đấy, thấy chưa? Ôi giời. Ôi hai thằng thổi bắn nhau à? Ôi của Linh nhỏ thế. Ui của Linh chẳng ra gì cả. Em thổi mạnh nhá. Ê của làm cô đấy, làm cô phun nó như thế mà. Ui giời. Ai à, khét nha. Ô được. Anh Hùng từ chạy vào đây. Đúng rồi. Anh đi, anh đang đi chơi Tây Yên thấy chúng mày thổi bóng ở đây anh chơi, ra anh đi hỏi. Chơi đi, anh đi chơi đi. Chơi cái gì? Anh vào đây rồi thì anh phải được chơi cùng chúng mày chứ. Ở đây có mỗi hai người anh đòi chơi thì em mới làm cái này chỉ gọi là người nhiều tiền được chơi thôi. Cúi giả cái bong bóng ghẻ này mà nó là nhiều tiền. Tí ra anh pha một đống anh thổi cho mày xem. Đúng anh pha được ấy. Cái này người nhìn một cái anh đừng. Mười nhìn cơ à? Đắp chơi cơ à? Đây này. Smile à? Đôi Doraemon. Đây này đôi. Đây là mặt cười, mặt khóc. Cười. Đây quả thằng này là gì? Quân thủ á. Thỏ Bunny à? Thỏ Bunny à? Dạy thằng này trông to này, mày chơi màu hồng cái này mày đúng là con gái. Quả thằng nào thổi xịn hơn? Còn của em, tất nhiên cái của em 20.000 phải xịn hơn nhỉ? Thổi thử thế nào? Ôi, xem quả của Linh không? Ôi ôi cô Linh ra được có mấy hột tưởng thế nào. Cô Linh thua rồi. Sao nó không được? Em nếu thích nha anh ra anh mua 100 cái anh chơi luôn. Tiền đâu? Nha. Hả? Đâu có tiền đâu. Anh tự mua chứ cần gì phải chúng mày mua. À, khinh thường nè. Nếu anh có cái hình Doraemon nhá, không biết thằng nào vất đi của anh rồi. Hả? Thằng nào vất đi của anh rồi? Minh Vương á? Anh đi hỏi. Ta vào trong nhà tao tìm nhá. Đây các bạn nhìn này, đồ chơi của team mình rất là nhiều luôn. Đấy. Đây, súng này. Đấy, các loại kiếm chiếc. Úi giời. Mặt lạ 3D này, trước làm bây giờ hỏng hết rồi. Xem nào. Nó cái thổi bong bóng nó hết nhỉ? Chết rồi. Trẻ trâu nó vất đi đâu rồi? Cái đồ của mình là chúng nó dùng phát là chúng nó làm mất hút luôn. Ê mới tải, bây giờ không có gì chơi bị bọn kia nó khinh thường. Cày. À thế, mình sẽ đi mua cái thổi bong bóng rẳng cấp hơn của chúng nó nhé. Về cho chúng nó biết Hùng Manda là ai nhé. Mình mà đã đi mua đồ nó chỉ có rẳng cấp thôi. Anh em cùng xem cái thổi bong bóng của mình mua đợt này nó sẽ như thế nào nhé. Ok, đi luôn. Let's go. 2000 years later. Ai sợ anh em biết trên tay mình là cái gì chưa? Đấy, trên tay mình là một cái lọ thổi bong bóng cấp hơn của chúng nó nhiều. Tại vì là nó không cần phải thổi bằng mồm. Nó đang nói chó ở đâu trên này nhảy ra định cắn mình. Với cái này mình thừa tự tin là mình khinh thường bọn trẻ trâu luôn. Phải ra bóc ra để review trước xem nó có ok không đã. Sau đó mới ra khinh thường trẻ trâu nhé. Ê, anh em nhìn chưa? Cái hộp này rất là đẹp luôn. Đấy. Đây là anh em nhìn này. Đấy, đây chính là cái hộp mà phun bong bóng tự động của mình nhá. Wow, cái gì đây? Sao lại có hình bông hoa này? Đây có cái lắp gì này? Rút ra nhé. Ui ui, trông như cái bình nước cái này á. Cái này có phải là phun pháo hay cái gì không? Đấy, nhìn giống y như cái bình nước các bạn ạ. Đấy, xem cái này còn cái gì nhá. Ui, hết rồi, hộp hết rồi các bạn ạ. Bỏ. Ôi, đề can các bạn ạ. Đây toàn cái hình đề can dán rồi. Hình đề can dán ngoài Tết đây, con thỏ này. Đấy, đây là con rồng này. Ôi, đây là ông thần tài này, vác cục vàng này các bạn này. Đấy. Ui ơi, nhiều vàng lắm anh em ạ. Đây, đây vài cái chữ Trung Quốc. Ôi đây này, đây có quả pháo Tết này anh em ơi. Đấy, pháo này thì bây giờ không được đốt được các bạn nhá. Đây chỉ là cái hình ảnh trang trí thôi. Ui ui, đây nó có một cái lọ gì này anh em này. Đây là cái lọ không, không có cái gì. Đây có một cái vòi. À, mình nghĩ ra rồi, khả năng đây chính là cái vòi. Pha cái nước xà phòng vào đây, đấy, xong lắp vào đây. Đấy, để nó thổi bóng bóng lên. Là một nút bấm này. Đấy, giờ thử mở cái khay này ra. Ô, khay này để lắp pin này anh em ơi. Nó có 4 viên pin này. Đó, bên này là lắp cái lọ để phun này. Còn đây là pin này. Mình sẽ lắp pin này. 4 viên. Rồi, mình sẽ đậy lắp vào đã. Xong rồi. Đấy, lắp pin rồi. Bây giờ thử ấn cái nút này xem nó có cái gì xảy ra không nhá. Tiếng pháo anh em ơi. Cái này quay này. Pháo nổ. Các bạn nghe tiếng pháo chưa? Đoang 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 chưa? Đấy, đây là cái tiếng rồi. Đấy, mình vừa pha được xà phòng vào đây rồi anh em nhá. Đấy. Ôi. Đã lút vào đây. Mình đã pha xà phòng vào cái lọ và đút vào đây rồi nhá. Đấy, thấy chưa? Đơn giản đấy thôi. Đấy, bây giờ đậy cái lắp này vào. Xong rồi nhá. Mọi thứ xong rồi. Bây giờ mình thử bật lên nhá, xem nó có phun bong bóng lên đây không nhá. 1 2 3. Chưa thấy phun anh em ạ. Lên rồi. Wow.
Em nhìn đẳng cấp chưa? Đấy, em nhìn đẳng cấp chưa? Đấy, nhìn nè. Xài khét đẹp. Một lúc mình mua cái này về mà san béo đã sang đây lúc nào ra tròn một này trận. Anh em đang làm gì ấy? Ôi san bé à? Không có bóng thì thôi ra chỗ khác chơi đi. Đây vẫn còn khinh thường à? Ôi giời đuổi á, san đuổi á. Tuổi gì rồi anh? Ai giời ơi. Cho mỗi san chơi anh Hùng thôi. Ôi giời. Thổi băng mồm à? Tưởng mồm nhìn gì ấy? Tưởng thế nào? Đâu? Đuổi gì san đuổi cái gì? San thích chơi mấy cú lính nhỉ? Không chơi với anh nhỉ? Không chơi là đúng. Ôi giời, chúng mày khinh thường anh là hơi sai lầm đấy. Yeah. Là đúng luôn. Ơ mày thử thổi đấy, anh xem nào. Ừ, ôi giời, giời, tưởng gì? Này, ôi giời, ôi giời. Nào. Nào, làm sao? Làm pháo nổ luôn. Là cấp chưa? Xin chưa? Thế tao bảo là không chơi không chơi hả? Thấy chưa? San thấy chưa? Em thổi cái này. San thấy cái đồ của thằng này thổi mãi ra được quả. Cậu anh ấn một cái lúc này thôi nha. Vừa có tiếng pháo nổ mùa xuân đến này. Đấy, vừa phun này. San có bóng đâu. Dài. Đấy San vẫn khinh thường anh mà. Đúng rồi, San không có bóng nữa. Thôi San không chơi với thằng Linh nữa thì anh cho chơi này. Thấy chưa? San thấy đẳng cấp chưa? Nó cẩn thận lỗ quả pháo đấy. Ê, không phải đây này, có nút đây này, nhìn nút chưa? Đây này. Đấy ấn vào đấy là phịt nhỉ. Hả, nhìn này, sợ chưa? Ấy, bóng bay này. Ôi, ôi. Cái gì sao đây? Có phải gì đây? Cái gì đây? Hút ghi á? Nó đến à? Ôi, trời toàn ơi, đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị Tết Tư nó đến thế này á. Nó đi ra xem nào. Đâu, đâu? Là gốc cây đúng không? Bây giờ mình không có cái gì chống lại nó. San có làm gì nó? Hay dùng cái này bẫy nó luôn nhá. Bây giờ từ từ đây. Đây, 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 đây. Rồi, bây giờ anh em chui vào đây lấp xem. Bẫy xem nó là. San chui vào đây, San đây. Chui đây. Lấp vào đây để bẫy nó. Được chưa? Ok, quan trọng này. San cẩn thận nhá. Mở rồi sang này. Ui, nó đang nghịch anh em ơi. Nó đang nghịch cái quả pháo. Quả pháo bong bóng. Ui, nó rồi, nó rồi. Ui, nó rồi, nó rồi. Sang đây. Xong rồi anh em ơi. Sao này, sao này. Đây, đúng cái này, đúng cái này. Ui, chạy, 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 chạy. Ua, ua. Đúng rồi, lên bóng đi em ơi. Ua. 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 Em cầm chân nó đi. Ah!
Hình như thằng giả ông nó sợ tiếng pháo nổ sao ấy, nó chạy mất hút rồi. Anh em đi vào xem nó còn ở đây không. Ủa, cái gì đấy? Chạy vào lấy bao chín tay em ơi, để anh giữ chân nó. Con chim tay rồi, tấn công đi em ơi. Đâu rồi? Nó đi rồi à? Thôi được rồi, anh em vào nhà đi, tao nó quay lại đấy. Đi. Thôi này, đợt này Húc Ghi nó lại biến đổi sang được cái đầu người cưa anh em ạ. Húc Ghi đợt này sao lại có thể biến thành người cưa nhỉ? Hay là người cưa đang gặp nạn? Húc Ghi đang giữ người cưa ở đâu rồi và lấy được cái mặt lạ đầu của người cưa? Đấy, mà Húc Ghi nó đeo mặt lạ đầu người cưa nó rất là mạnh luôn. Thôi, anh em vào phải nghĩ kế để đối phó với nó nhé. Quyết định phải địch chiếm người cưa thôi.